Ngày 25 tháng 3, đại diện công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4, nhiều biển số ô tô siêu đẹp sẽ được đưa lên sàn đấu giá. Đáng chú ý trong số này có biển số 30K99999 sẽ được đưa lên sàn đấu giá lần thứ hai sau khi từng được chốt giá hơn 75 tỷ đồng. Theo công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đây là những biển số khách hàng trúng đấu giá phiên trước đó không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong phiên đấu giá tới, hơn 73.500 biển số sẽ được niêm yết lại để khách hàng lựa chọn. Trong số đó có những biển số đáng chú ý như 30K99999, 14A88888, 51L34567. Ngoài ra, một số biển tứ quý dự kiến có mức giá cao như 99A65555 và 99C30000 của Bắc Ninh, 98A71111 của Bắc Giang. Các biển số siêu đẹp trên sẽ được tổ chức đấu giá theo cách thức mới. Theo quy định mới, thời gian của một cuộc đấu giá biển số sẽ được rút từ 60 phút xuống còn 30 phút. 30 phút này bao gồm thời gian chính thức và thời gian của vòng gia hạn. Tổng của hai vòng đấu giá không quá 30 phút. Thời gian đấu giá chính thức là khoảng thời gian từ khi bắt đầu cho đến phút thứ 25. Vòng đấu gia hạn là khoảng thời gian sau thời gian chính thức. Chỉ người tham gia đấu giá đủ điều kiện tiếp tục được trả giá. Mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 giây và tối đa là 10 vòng đấu gia hạn. Ngoài ra, nếu chỉ có một người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá, thì biển số ô tô được chuyển nhượng thẳng cho người đó, không tổ chức cuộc đấu giá như trước đây. Người trúng đấu giá trong trường hợp này sẽ nhận được thông báo và biên bản xác nhận. Họ cần vào xác nhận biên bản đấu giá trong 120 phút. Trước đó hồi tháng 1 năm 2024, biển số 30K99999 của Hà Nội từng được đấu giá thành công với mức giá hơn 75 tỷ đồng. Tuy nhiên do người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, biển số này được đưa ra đấu giá lại. Số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, cơ quan chức năng đã thu được hơn 2.000 tỷ đồng từ các cuộc đấu giá biển số xe ô tô.